chấp nhận sự thật sẽ giải thoát tâm mình. Tôi không phải là người hoàn toàn trí tuệ trong mọi lúc. Đôi lúc tôi cũng rất ngu ngốc. Chánh niệm về tâm mình là chiếc la bàn định hướng cho tôi. Mỗi khi phạm sai lầm, chánh niệm về tâm luôn luôn nói với tôi rằng tôi đang gặp rắc rối. Không thể có sự phát triển thật sự về mặt tâm linh nếu không hiểu biết một cách sâu sắc về chính bản thân mình như chính mình đang là. Sự an lạc và tĩnh lặng tạm thời mặc dù có tác dụng khích lệ tâm mình rất nhiều, nhưng chỉ mỗi thế thôi thì không thể mang lại sự chuyển hóa cho tâm mình. Đúng là tôi có thể cứ tiếp tục thất vọng và buồn bực, trách cứ người ta chấp thủ, không có cái nhìn thoáng hơn. Nhưng tôi không muốn làm điều đó nữa. Tôi không thể thay đổi họ, tôi không chịu trách nhiệm về họ. Tôi sẽ giúp họ nếu có thể. Hầu hết mọi người không hay biết những gì đang diễn ra trong tâm mình và trong cuộc đời mình. Họ cứ nghĩ rằng họ biết, nhưng thực ra họ chẳng biết cái gì hết. Hầu hết mọi người đều bị điều kiện quá, bị định khuôn rất nặng nề. Bạn cần phải có chánh niệm thật mạnh mẽ và sự trung thực để vượt qua được tình trạng định khuôn ấy. Bạn bị định khuôn và tôi cũng bị định khuôn. Chúng ta có biết mình đang bị định khuôn không? Hầu hết mọi suy nghĩ và phản ứng của chúng ta là những phản ứng máy móc từ sự định khuôn ấy. Vì vậy, trước hết chúng ta phải tự làm việc với chính mình. Khi đã thoát khỏi tình trạng bị định khuôn đó, lúc đó tôi nghĩ chúng ta mới có thể làm được điều gì đó để giúp người khác thoát ra, trở thành một con người không còn ích kỷ, không còn ham muốn, sống vị tha, trải rộng tình thương vô điều kiện với tất cả mọi người. Biết đồng cảm, yêu thương, quan tâm tới người khác, có trái tim từ bi nồng ấm và chia sẻ. Một con người hào hiệp, rộng rãi, can đảm và giúp ích cho người. Khi tâm chúng ta còn thất vọng và buồn bực, chúng ta sẽ làm người khác tổn thương như cái mác giúp đỡ người. Tự lừa dối chính mình, đôi khi nó quá hoàn hảo đến nỗi chính mình cũng không ý thức được điều đó. Bản năng tự vệ khiến cho chúng ta mù quáng trước khuyết điểm của chính mình. Tự lừa dối. Chúng ta tự lừa dối rằng mình đang hạnh phúc, đôi khi thật là đau đớn khi nhìn ra những khuyết điểm của chính mình. Trung thực là điều khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng ta bị mắc kẹt bởi những lời nói dối của chính mình. Nói về sự trung thực thì rất dễ, nhưng để thực hành nó thì khó biết bao. Nếu tôi thực sự trung thực, chắc hẳn là tôi sẽ vô cùng mãn nguyện. Đừng chất nặng những chuyện cũ trong quá khứ và những lo lắng cho tương lai ở trong tâm mình. Hãy sống mỗi và mọi phút giây một cách chánh niệm. Tương lai sẽ tự nó lo cho chính nó. Nhờ quá trình học hỏi, từ sự quan sát thân tâm mình với chánh niệm, chúng ta sẽ trưởng thành lên từ những dính mắc, khát vọng, những ước mơ và hy vọng của mình. Sự vỡ mộng ban đầu bao giờ cũng đau đớn bởi vì nó đi cùng với sự thất vọng, nhưng sau đó sẽ giải phóng tâm mình. Nó làm cho con người ta trở nên thực tế hơn. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích. Trong cuộc đời thực chẳng bao giờ có chuyện thế rồi họ mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc cả đâu. Để sống thực, chúng ta phải thay đổi. Giống như con rắn phải lột lớp da cũ đã quá chật, chúng ta phải rũ bỏ những giấc mơ mình ấp ủ. Thay vì cứ kêu ca nó quá chật không thở được, chúng ta phải lột bỏ lớp da cũ để lớp da mới mọc lên, cho mình dễ thở. Nhưng phải nhớ rằng, khi đến lúc cần phải lột bỏ lớp da ấy nữa, chúng ta đừng miễn cưỡng. Lột lớp da cũ bao giờ cũng đau đớn. Bạn trở nên rất dễ bị tổn thương và quá nhạy cảm bởi vì lớp da mới chưa đủ dày để chịu đựng sự tiếp xúc với môi trường. Tôi ngày càng trở nên độc lập hơn về mặt tâm lý. Tôi không hề cảm thấy cô đơn. Làm thế nào để chánh niệm quan sát được những trạng thái tâm nằm sâu bên dưới? Bạn có thể cảm nhận được cảm giác về nó. Hãy chánh niệm về các cảm giác và kiên nhẫn đợi cho những thứ nằm bên dưới nổi lên trên bề mặt. Đừng sử dụng sức mạnh, hãy để tâm mềm mại nhẹ nhàng. Hạnh phúc an lạc là có một nội tâm tĩnh lặng và hoàn toàn chánh niệm. Chánh niệm đến mức không có một suy nghĩ nào, không có cảm giác về một cái tôi nào cả. Sự an lạc này đến khi tất cả mọi suy nghĩ về quá khứ hay tương lai không tồn tại, không có cái tôi, không ngày hôm qua, không ngày mai, không dự định, kế hoạch. Trong khoảnh khắc phi thời gian ấy, không có một cái tôi nào đang chứng nghiệm sự an lạc. Chỉ có mỗi sự an lạc đang ở đó.
hạnh phúc đích thực không cần phải có lý do. Khi bạn thực sự hạnh phúc, không còn cảm giác của cái tôi, bạn không thể nói tôi hạnh phúc bởi vì... Nếu bạn cố gắng để được hạnh phúc, chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Hạnh phúc đích thực đến không cần mời gọi. Bạn có thể quan sát tâm mình liên tục đến mức tất cả mọi suy nghĩ đều dừng lại không? Tâm bạn an lạc khi không còn suy nghĩ mà chỉ còn thuần chánh niệm về những gì đang có mặt. Suy nghĩ không thể làm cho tâm bạn bình an. Có những khó khăn không thể giải quyết được, và cách tốt nhất để xử lý những khó khăn đó là không suy nghĩ về nó nữa. Miên man suy nghĩ tới lui chỉ làm cho bạn rã rời, mệt mỏi. Những con người tri thức như chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Chúng ta phải tự khép mình vào kỷ luật, không để mình đắm chìm quá mức trong suy nghĩ như vậy. Đọc sách, nói chuyện và mọi sự phân tán khác làm cho con người quên lãng. Người nào làm quá nhiều những việc như vậy thường cảm thấy rất trống rỗng, tháo động, bất an và chán chường khi họ ở không, hoặc tâm họ trở nên đờ đẫn, mụ mị khi thiếu vắng những tác nhân kích thích như vậy. Mỗi một suy nghĩ đều làm cho tâm mệt mỏi, tán loạn. Suy nghĩ là một gánh nặng, là một sự tra tấn. Bạn cứ cho rằng bạn sẽ tìm ra cách làm cho mình hạnh phúc bằng cách nghĩ về nó. Bạn đã ngốc nghếch như thế bao lâu rồi? Và bạn sẽ còn tiếp tục ngốc nghếch như thế bao lâu nữa? Suy nghĩ ư, quá đủ rồi. Hãy chỉ nhìn những gì đang diễn ra mà đừng suy nghĩ. Rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến rất nhiều thứ trên đời nữa. Điều đó đem đến cho tôi nhiều tự do hơn để nhìn rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình, trong cuộc đời mình. Một cái tâm suy nghĩ thì không thấy, suy nghĩ là mù quáng. Một cái tâm thấy thì không suy nghĩ, thấy loại trừ suy nghĩ. Thực sự thấy không phải là niệm thầm để ghi nhận. Càng suy nghĩ, bạn sẽ càng loanh quanh, luẩn quẩn. Nếu bạn nhìn thấy suy nghĩ thật rõ ràng, nó sẽ dừng lại. Tôi không suy nghĩ. Các suy nghĩ đang tự nó diễn ra. Dường như chúng ta đang tự biên tự diễn. Đừng suy nghĩ quá nhiều và đừng làm quá nhiều. Để hành thiền tốt, chúng ta cần 6 đức tính. Không ham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều, ít bận rộn, vui thích độc cư, thu thúc lục căn. Dạo này thiền tập của bạn ra sao? Khi bạn dừng lại mọi suy nghĩ, thậm chí dừng cái niệm thầm, khi tâm bạn hoàn toàn tĩnh lặng, chánh niệm và tỉnh giác, khi đó bạn sẽ thấy được bản chất vô thường, giống như một giấc mơ của tất cả mọi thứ trên đời. Trong cái hộp có mấy tờ báo cũ, tôi lấy chúng ra đọc và tôi quan sát tâm mình, phân tán, giải trí, giết thời gian, vô ích. Con người say mê, giải trí và thu nhặt thông tin. Họ lái tâm mình ra khỏi những vấn đề thực tế và quan trọng trong cuộc đời. Nghiên cứu tâm mình và cuộc đời mình còn đáng làm hơn thế nhiều. Nhưng hầu hết tất cả mọi người lại rất sợ làm điều đó. Thay vào đó, họ chỉ muốn lãng quên chính mình. Họ chạy trốn chính bản thân mình. Họ không có đủ dũng cảm để đối diện với chính mình. Hoặc là họ sợ rằng họ sẽ quá điên nếu suy nghĩ quá nhiều về bản thân mình. Nhưng tôi không nói rằng phải suy nghĩ về mình. Tôi nói về việc quan sát chính mình. Đúng thế, nếu suy nghĩ quá nhiều về mình, bạn sẽ điên khùng lên mất. Con người ta luôn cảm thấy trống rỗng và vô ích. Để che đậy điều đó, họ cứ phải tìm cách làm cho mình thật bận rộn. Người ta cảm thấy mình quan trọng khi họ bận rộn. Ai có thể bảo bạn cần phải làm gì? Không phải tôi, cũng chẳng phải một bậc đạo sư hay một bác sĩ tâm lý nào. Bạn phải tự tìm ra cho chính mình. Tôi chỉ có thể bảo bạn là hãy chánh niệm và sống một cuộc sống đơn giản, như mà tôi nghĩ là bạn cũng đang làm bây giờ. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Chúng ta phải quyết định lựa chọn những thứ mình cần và buông bỏ những thứ còn lại. Càng ít ham muốn, càng nhẹ gánh nặng. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tham ái dính mắc dục vọng và lòng tham là nguồn gốc của đau khổ. Và cách duy nhất để thoát ra khỏi chúng là hãy nhìn chúng cho thật kỹ. Đè nén hoặc phóng túng, buông lung đều chẳng có mấy giá trị. Thấu hiểu chúng thật sâu sắc mới thực sự làm nên chuyện. Dù có diễn giải cách nào chăng nữa cũng không thể làm cho bạn hiểu được thế nào là tham,
trừ phi bạn nhìn nó khi nó đang diễn ra trong tâm bạn. Nó giống như một tên gián điệp, có rất nhiều bộ mặt khác nhau và vô cùng xảo trá. Bạn đã từng bị tâm tham lừa đảo bao nhiêu lần rồi? Tham ái, ngã mạn, tà kiến đều là những pháp chướng ngại, ảo tưởng chướng ngại đối với sự phát triển tâm linh. Chúng là nguyên nhân của rất nhiều hành động vô ích, nguyên nhân của sinh tử luân hồi, và là nguyên nhân khiến chúng ta trì hoãn, không chịu thực hành pháp để giải thoát cho chính mình. Những pháp chướng ngại đó làm nhân rộng các diễn trình của thân và tâm, khiến cho con người chúng ta luôn luôn bận rộn và phân tán. Tầm là sự hướng tâm đến đề mục, hay là diệt tâm nhận biết đề mục lúc ban đầu. Còn tứ là đặt tâm, giữ tâm trên đề mục ấy một cách ổn định liên tục. Tầm làm việc đồng thời với tứ trong giai đoạn đầu thiền tập, bởi vì lúc đầu tâm rất dễ trượt khỏi đề mục thiền mình đang quan sát. Cần phải đưa tâm về lại với đề mục nhiều lần và giữ đó tại đấy. Sau một thời gian thực hành, tâm sẽ không còn dễ bị trượt đi như lúc đầu nữa, nhưng vẫn cần phải cố gắng để giữ nó liên tục trên đề mục. Khi đã thực hành nhiều hơn nữa, tâm sẽ đậu lại trên đề mục. Cả tầm và tứ đều là những tâm sở. Tôi mới đọc xong bài viết Thiền tập một cách sống của Vimala Thakha. Sau đây là một số ý tưởng trong đó mà tôi rất thích. Trừ phi từ sâu thẳm bên trong có sự say mê tìm kiếm, tự mình khám phá, không có điều đó, con người ta sẽ không được trang bị đầy đủ để sống thiền. Thiền là cả một cách sống, chứ không phải là một phần hay một công việc rời rạc, manh mún. Cuộc sống ấy không phải là cuộc sống phương Tây, cũng chẳng phải Á Đông. Đối với một người khám phá đích thực, họ không có sự phấn khích, mà ở đó là một chiều sâu mãnh liệt, không phải là thứ nhiệt tình lửa rơm nông cạn. Khi đó, trạng thái quan sát ấy, chánh niệm, sẽ lan tỏa toàn bộ thời gian thức của bạn. Dù đó là lúc bạn đang nấu ăn, ở văn phòng làm việc hay khi đang nói chuyện, trạng thái từ quan sát sẽ có mặt trong tất cả mọi hoạt động bạn làm trong khoảng thời gian thức. Khi trạng thái quan sát ấy được duy trì liên tục, cường độ của nó sẽ mạnh dần lên, và từ sáng đến đêm bạn sẽ chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn nữa. Chẳng có ích lợi gì hết nếu bạn cứ chú tâm vào các sinh hoạt của tâm mà bỏ qua những phần còn lại trong phong cách sống của mình. Thiền là một cái gì đó liên quan mật thiết đến toàn bộ cuộc sống, toàn bộ con người bạn, hoặc là bạn sống trong nó, hoặc là bạn sống bên ngoài nó. Nói cách khác, nó có liên quan đến tất cả mọi thứ thuộc về tâm lý và thể chất. Vì vậy, từ một khu vực nhỏ của sinh hoạt tâm, chúng ta đưa thiền đến cả một lĩnh vực rộng lớn của tâm thức. Nó liên quan đến cả cách bạn ngồi hay đứng, cử động hay nói năng trong suốt cả ngày. Dù bạn muốn hay không, những trạng thái tâm nằm sâu bên trong vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài qua thái độ của bạn. Mối quan hệ qua lại giữa thiền và toàn bộ cách sống này là một điều kiện đầu tiên cần phải có trên con đường chuyển hóa hoàn toàn. Rất ít người ý thức được rằng nói năng quá nhiều là một trong những trở ngại lớn nhất trong thiền. Cuộc sống là một thể thống nhất và bạn không thể nào chia tách nó ra thành những phần manh mún. Chánh niệm về những khoảng thất niệm, bản thân nó cũng là một sự quan sát. Vimala Thakha. Một cách tiếp cận cuộc sống manh mún, tách biệt hay chuyên biệt quá sẽ không có hiệu quả. Con người cần có sự hiểu biết toàn diện. Trong cơ thể con người, mỗi một bộ phận đều có liên quan đến các bộ phận khác. Cuộc sống cũng như vậy. Mỗi một phần của cuộc sống đều có liên quan đến các phần khác. Mọi mặt trong cuộc sống của bạn, từ kinh tế, cuộc sống tình dục, tình cảm, tri thức, cuộc sống xã hội và tâm linh, tất cả đều có liên quan đến nhau. Bạn không thể tách rời từng thứ ra một. Nếu bạn cố tình tách rời riêng biệt từng phần, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện, không bao giờ hài hòa. Cuộc sống của bạn sẽ chứa đầy những xung đột, chia rẽ và bất lực. Bạn đã bao giờ đọc trong kinh điển rằng Đức Phật rửa chân, tay và bình bát của Ngài hết sức cẩn thận chưa? Tất cả mọi việc Ngài làm đều trở thành việc tâm linh. Đó mới là tâm linh đích thực. Nó có liên quan đến tất cả mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Cách bạn nói chuyện, ăn mặc, giao tiếp với mọi người, cách bạn ăn, ngủ, cười, tất cả mọi việc bạn làm đều phản ánh nội tâm của bạn.
Làm thế nào để suy nghĩ một cách sâu sắc ư? Bạn cần phải có một cái tâm tĩnh lặng và chánh niệm, một cái tâm không mệt mỏi hay trào cử, tháo động, mà thấy biết một cách rõ ràng. Chính cái thấy biết rõ ràng đó mới thật là quan trọng. Tất cả chúng ta đều có những xung đột, cả ở bên trong nội tâm và bên ngoài cuộc sống. Chỉ có chánh niệm rõ ràng và trí tuệ mới có khả năng giúp được bạn. Nisatta không chúng sanh, Nijiva không sống. Hãy cố gắng có nhiều suy nghĩ tích cực hơn. Suy nghĩ rất có sức mạnh. Và hãy thu xếp mọi thứ quanh mình, khiến cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Đọc những cuốn sách khiến cho tâm mình tĩnh lặng, bình yên và vui vẻ. Một số cuốn sách đọc rất nặng nề, và đừng mong đợi quá nhiều ở chính mình hay ở người khác. Sau khi đã thực hành thiền chánh niệm được khoảng 2 năm, tôi mới đọc cuốn sách của thiền sư Mahasi về thiền chánh niệm và nhận ra rằng hầu hết những gì tôi đã chứng nghiệm đều giống với những gì trong sách viết. Trước sự kinh ngạc và hoan hỷ của tôi, tốt hơn hết là hãy thực hành một thời gian đủ lâu, rồi hãy đọc những sách mô tả các tầng tuệ giác trong thiền Vipassana. Nhưng nên nhớ các tầng tuệ không phải là thứ để trang điểm và hãnh diện. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng là người không còn vi phạm ngũ giới nữa. Đó là điều Đức Phật thường xuyên nói. Thế nào là một vị Thánh Tu Đà Hoàng? Ai có thể tuyên bố người này, người kia đã đắc quả Tu Đà Hoàng? Có gì khác biệt giữa một vị Thánh Tu Đà Hoàng và một kẻ phàm phu khác nhau ở chỗ nào? Bạn hãy tự trả lời, chẳng cần phải nói với tôi. Một số kiến thức cơ bản về giáo lý Đức Phật dạy là cần thiết. Không nghe thuyết pháp từ những vị thầy giỏi sẽ khó có thể thực hành đúng đắn được. Kiến thức pháp học đến đâu là đủ, đó mới là vấn đề. Nhóm năm tỳ kheo đệ tử đầu tiên của Đức Phật chỉ cần nghe bài Kinh Vô Ngã Tướng là đủ để đắc đạo. Giới hạnh là cần thiết, không có giới chúng ta sẽ không thể sống bình an với chính mình được. Giới hỗ trợ thiền và ngược lại, thiền cũng cố giới. Thu thúc sẽ giảm bớt đau khổ. Giữ giới là một loại thu thúc và chánh niệm cũng là thu thúc. Đến đất nước ấy, bạn sẽ tìm thấy tất cả mọi loại người ở đó. Một số người rất chân thành, một số hiểu Phật Pháp, nhưng cũng có rất nhiều người hoàn toàn lạc hướng và pha trộn đủ loại. Đạo Hindu, Thiền Tông, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nguyên Thủy, tâm lý học phương Tây. Có người nói ở Mỹ cứ như một nồi lẩu thập cẩm, trộn đủ mọi thứ vào với nhau rồi nấu chín lên. Chẳng kiếm đâu ra cái gì hoàn hảo cả. Nếu không hiểu Pháp, bạn sẽ còn bị rối tung hơn nữa. Hãy đến đó một lần và khám phá, bạn sẽ biết. Cuộc đời là một series những sự thử nghiệm mà. Không ai có thể nói chắc là bạn sẽ hạnh phúc ở đó hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ thấy ở đó có rất nhiều tự do. Tự do sống theo cách của mình, cách sống của người khác, ai có thể nói được gì? Đó là cuộc sống của họ cơ mà. Tất cả mọi người, nhiều hay ít, đều là những kẻ ngu. Hiểu biết về Pháp và thực hành Pháp là sự bảo hộ duy nhất. Càng chánh niệm, con người càng trở nên mềm dịu hơn. Con người trở nên nhạy cảm hơn, nhạy cảm với nỗi đau, nhạy cảm với sự bất hạnh, nhạy cảm với sự vô nghĩa của cuộc đời. Con người rất dễ bất mãn với sự vô nghĩa ấy. Có thể bạn sẽ cảm thấy thất vọng, bởi vì thế giới này chỉ toàn những kẻ thậm chí không ý thức được cái xấu xa, bất thiện trong tâm mình nữa. Và họ còn mong đợi bạn phải hùa theo họ, chia sẻ cách nhìn cuộc đời ấu trĩ của họ. Có nhiều lúc bạn cảm thấy rất bất mãn khi thấy người ta không những không biết trân trọng Pháp mà còn nhạo báng những người thực hành Pháp nữa. Đôi khi họ lại còn cố tình tìm cách gây khó dễ. Những điều này thậm chí còn xảy ra ngay cả trong giới chư tăng nữa. Vì vậy, hãy hiểu cho họ và tha thứ cho họ. Khi có tâm xả, bạn sẽ được an lạc. Đôi khi có người hỏi tôi tại sao họ rất dễ bị thất vọng trong quan hệ với người khác. Câu trả lời là họ không thể chịu đựng được sự vô nghĩa thêm chút nào nữa. Họ không muốn lãng phí thời gian nói những câu chuyện phù phiếm vô ích. Trước kia, họ ham thích trò chuyện, tán gẫu, giết thời gian, luận bàn chính trị. Bây giờ, họ không thể chịu đựng nổi khi phải nói quá nhiều những chuyện vô ích như thế. Khi họ chánh niệm về những gì mình đang nói, họ cảm thấy lợm giọng khi phải nói những điều vô nghĩa. Họ cảm thấy thất vọng và cảm thấy bị thiếu tôn trọng
khi người đối diện thiếu tế nhị, không hiểu ngụ ý của mình. Thậm chí họ có thể trở nên thô lỗ với người ấy. Vì vậy, bạn phải hết sức chánh niệm về trạng thái tâm ấy. Hãy hiểu cho mọi người và tha thứ cho họ. Càng tu tập và càng chánh niệm hơn, tôi lại càng muốn chạy trốn khỏi cái thế giới điên rồ này. Nếu làm được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng trước khi bạn có thể thay đổi, hãy cố gắng bao dung và phát triển tâm xả. Nếu không, bạn sẽ chỉ tự làm mình kiệt sức mà thôi. Thầy luôn cố gắng giúp đỡ chúng tôi, hiểu chúng tôi, nhưng thầy không cần người khác hiểu mình sao? Vâng, đúng thế, tôi không cần người khác hiểu tôi, nhưng nếu có thì tôi cũng rất cảm ơn. Để hiểu một con người không phải là chuyện dễ. Tôi không thực sự hiểu được người khác, nhưng tôi cố gắng hiểu. Để hiểu được chính mình đã vất vả lắm rồi. Nếu không hiểu được chính mình, làm sao bạn hiểu được người khác? Và để hiểu được mình, bạn phải sống thật với chính mình. Để sống thật với chính mình quả thực là điều rất khó. Chúng ta luôn tự lừa dối mình trong mọi lúc. Tôi là một kẻ đạo đức giả. Thật là đau lòng khi nhận ra điều đó. Có thể bạn đã quên rằng tôi cũng là một con người, cũng có phần ngu ngốc của riêng mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ trở thành hoàn hảo, và tôi cũng không muốn là người hoàn hảo. Tất cả những gì tôi hy vọng là nhìn thấy những gì đang thực có trong mình. Thậm chí ngay cả khi thấy ra những lỗi lầm của mình, tôi cũng không phấn khởi hay thất vọng. Tôi không vội vàng loại bỏ nó. Tôi không thể loại bỏ nó. Tôi chỉ có thể hy vọng nhìn rõ chúng như chúng đang là. Và trong hầu hết mọi trường hợp, khi tôi nhìn thấy chúng, tôi thường xuyên tạc chúng. Tâm mình rất giỏi xuyên tạc và bóp méo mọi việc, tự lừa dối chính mình. Tôi tự lừa dối bản thân mình hầu như trong mọi lúc. Tôi đang học nhìn sự lừa dối ấy ngày một nhiều hơn. Tôi cũng không thất vọng lắm mỗi khi nhìn thấy nó. Nếu không có chánh niệm, chắc cuộc đời tôi sẽ chẳng khác gì một trò đùa nhạt như nước ốc. Thấy ra những hạn chế của chính mình, đối với tôi thật khó để thấy được mình đã bị kẹt chỗ nào và làm thế nào để thoát khỏi chỗ kẹt đó. Tất cả mọi người đã mắc kẹt. Chỉ khi nào bạn thấy rõ mình đang bị kẹt chỗ nào, khi ấy bạn mới có cơ hội để thoát khỏi nó. Mọi người cứ làm như thế họ biết rõ họ đang làm gì. Có thật là họ biết rõ mình đang làm gì không? Tự lừa dối chính mình, đôi khi nó quá hoàn hảo đến nỗi chính bạn cũng không ý thức được điều đó. Bản năng tự vệ khiến cho bạn mù quáng trước khuyết điểm của chính mình, tự lừa dối. Chúng ta tự lừa dối rằng mình đang hạnh phúc. Đôi khi thật là đau đớn khi nhìn ra những khuyết điểm của chính mình. Điều đó đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, sự trung thực và chánh niệm. Tôi có thể là một kẻ đại ngu, nhưng khi tôi nhìn thấy nó và chấp nhận nó, tôi sẽ không sa chân sẩy bước vào rắc rối lớn. Thậm chí tôi còn có vẻ là một người trí tuệ nữa. Sự ngu ngốc được kiểm soát đôi khi trông giống như là trí tuệ thật. Chấp nhận những điều không thể tránh khỏi là điều vô cùng quan trọng đối với sự bình an của tâm hồn. Vô thường thực sự là một điều vượt ra ngoài tầm tri thức. Dựa trên kiến thức sách vở mà hiểu biết về vô thường thì chỉ là hiểu ở tầm tri thức mà thôi. Khi bạn thực sự thấy vô thường, nó là cái mà bạn phải kinh nghiệm trực tiếp trong hiện tại. Không có suy nghĩ trong đó. Thật là khó để diễn giảng mọi điều trong một bức thư. Quá nhiều điều để nói, quá ít chỗ để viết. Nhưng mà cuối cùng, những gì tôi vừa nói cũng chẳng có gì là quan trọng cả, chẳng có gì lớn lao cả, có thể là vô ích nữa. Những gì tôi không nói, những gì tôi không thể nói thành lời, đối với tôi còn quan trọng hơn. Như thế này chỉ là cưỡi ngựa xem qua thôi. Khi tâm tôi tĩnh lặng, tôi chẳng có gì trong tâm để mà viết cả. Nếu bạn muốn sự thật, tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật. Bạn ơi, nghe này. Thượng Đế, người tôi yêu kính, là ở bên trong mình. Cabot. Con người tạo ra tư tưởng, và những tư tưởng đó trở thành nhà tù. Nhưng người nào nhìn xuyên qua bức tường ấy sẽ vượt qua được chúng. Nếu bạn có thể hành thiền tốt thì tấm vải nào bạn mặc trên người chẳng thành vấn đề. Nhãn mác chẳng có mấy ý nghĩa nếu bạn biết chúng để làm gì. Nhưng con người ta thường hay dính mắc vào nhãn mác bao bì bên ngoài. Tùy bạn quyết định muốn giữ bao nhiêu giới thì giữ. Hãy chọn một hoặc hai đề mục thích hợp đối với bạn và hãy chánh niệm hay biết chúng liên tục. Sự liên tục là điểm quan trọng nhất. Suy nghĩ không làm cho tâm ta an lạc. Hãy quan sát suy nghĩ mà đừng mong kiểm soát chúng. Khi bạn thấy chúng thật rõ ràng, chúng sẽ dừng lại. Tôi chuẩn bị dành một thời gian hành thiền tích cực hơn. Tâm tôi quá đầy những chuyện thế gian. Thời gian vừa qua,
tôi đã đi lại và nói quá nhiều. Bây giờ tôi muốn tĩnh lặng trở lại. Suy nghĩ thật là một gánh nặng. Một mình tôi trên thuyền giữa biển cả, một mình không radio liên lạc, nhưng tôi có chiếc la bàn là chánh niệm. Khi các suy nghĩ của bạn trở nên cực đoan và bạn không muốn mình bị hiểu nhầm, bạn im lặng hoặc sẽ nói những điều thực sự mình chẳng thích nói. Bạn nói những điều gần gần với những gì mình muốn nói, nhưng lại nói theo cách mà chẳng ai hiểu bạn nói gì cả. Có đôi khi bạn thấy thích thú khi họ chẳng hiểu bạn nói gì. Tại sao bạn lại muốn nói ra những suy nghĩ của mình? Đó cũng là một sự dính mắc nữa. Nếu bạn buông bỏ sự dính mắc đó, sẽ còn lại sự tĩnh lặng của bình an. Lúc nào cũng cứ phải chống đối, phản ứng lại mọi người và hoàn cảnh, dù sự phản ứng ấy không mạnh, cũng đủ làm cho tâm mình căng thẳng, bức xúc. Về lâu về dài, nó làm cho tâm mình kiệt sức. Hãy quan sát tâm bạn và xem mức độ phản ứng đối với những tình huống, kể cả thực lẫn tưởng tượng như thế nào. Hãy quan sát sự căng thẳng, bức xúc của tâm mình. Tốt hơn cả là hãy sống ở một nơi bạn không phải chống đối và phản ứng suốt ngày như thế. Có thể bạn sẽ phải sống một mình nếu bạn có thể chịu đựng nỗi sự cô đơn. Càng cảm nhận sâu sắc, bạn càng phải im lặng về những cảm xúc của mình. Những điều không thể nói ra, chúng ta phải giữ im lặng. Wittgenstein. Bị hiểu nhầm thật là điều đáng ghét. Hầu hết mọi người không ai có đủ can đảm để thấy và chấp nhận sự thật cả. Họ chỉ muốn cái gì đó khiến cho họ hạnh phúc. Sự thật đôi khi thật đáng sợ đối với họ. Thực sự vậy, vỡ mộng là điều đáng sợ. Bạn không còn gì để bám víu nữa. Ngay cả pháp mà bạn hiểu pháp là gì? Chỉ có cái thấy, chỉ có cái hiểu. Hầu hết tất cả mọi người đều tìm kiếm cái gì đó để bám víu vào. Một lý tưởng, một mục đích, một phương pháp, một cộng đồng, một tôn giáo, một tổ chức. Bất cứ cái gì họ có thể tự đồng hóa mình với nó được. Bạn có luôn thực hành chánh niệm trong mọi lúc không?